Thưa quý vị, trái ngược với sự trầm lắng chung, thị trường bất động sản Bình Thuận lại đang có sức hút trong mắt các nhà đầu tư khi mà hạ tầng giao thông đang dần được hoàn thiện. Việc tuyến cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết đã được khởi công là một trong ba dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, sẽ tạo một cú hích cho thị trường bất động sản của tỉnh Bình Thuận. Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây là dự án thành phần cao tốc đi qua hai địa phận hai tỉnh Bình Thuận - Đồng Nai, có chiều dài khoảng 99 km. Trong giai đoạn 1, được xây dựng theo quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng. Khi tuyến cao tốc được hoàn thành thì chỉ mất khoảng 1 giờ 40 phút để di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh tới Phan Thiết. Do đó, việc khởi công dự án này được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản tại Bình Thuận. Nó tạo nên một cái hiệu ứng tích cực và chắc chắn là những cái nhà đầu tư bất động sản họ sẽ tận dụng cái cơ hội này để có thể cụ thể hóa hay là ra một cái quyết định một cách chắc chắn hơn về cái nơi mà họ có thể xuống tiền. Và đặc biệt trong cái phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng thì rõ ràng là nó sẽ tạo nên một cái cú hích ít nhất là về mặt tâm lý. Đón đầu tiềm năng du lịch, những năm qua, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại đây đã đón nhận nhiều tên tuổi lớn, đơn cử như dự án Nova World Phan Thiết có quy mô 1.000 hecta, tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đô la Mỹ với nhiều tiện ích vui chơi, giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, các dự án còn được giới chuyên môn đánh giá là có tiềm năng đầu tư sinh lời cao. Đây cũng là điểm khác biệt về thu hút đầu tư tại tỉnh Bình Thuận so với thời điểm trước. Gần đây thì chúng tôi thấy là một số cái dự án đang chào bán với một cái giá cũng không gọi là quá cao so với các cái khu vực đã phát triển khác, ví dụ như Nha Trang hoặc là Đà Nẵng, và cái giá cũng có một cái dấu hiệu gọi là tăng trưởng trong 2 năm trở lại đây. Theo tôi quan sát thì những cái quỹ đất mà nó còn cái dư địa để mình phát triển những cái dự án lớn thì vẫn còn, chứ không phải là giống như những nơi khác thì chúng ta đã có quá nhiều những nhà đầu tư rồi. Tuy nhiên rằng là nó cũng đòi hỏi cái sự quyết tâm cũng như là cái sự chuẩn bị rất là nghiêm túc về nguồn lực tài chính của một cái nhà đầu tư hay một chủ đầu tư để họ có thể phát triển thành công những cái dự án bất động sản nghỉ dưỡng của họ. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thách thức của Bình Thuận hiện nay chính là việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc để hấp dẫn khách du lịch. Do vậy, với những tổ hợp dự án du lịch được đầu tư bài bản từ các doanh nghiệp, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, kỳ vọng thị trường du lịch Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sẽ được lột xác trong thời gian tới.